Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Linh đây, thì lại theo như một số nguyện vọng của anh em nữa. Bất là cái series xem thông tin của người khác, đậu phộng. Anh em có vẻ rất là quan tâm nhiều về cái series này của mình. Mình làm bao nhiêu clip rồi nhưng mà anh em vẫn yêu cầu là mình làm tiếp đi. Và người tiếp theo hôm nay anh em yêu cầu là NFT, một trong YouTuber nổi tiếng khác nữa. Thì đây, bây giờ thì mình sẽ làm luôn nha anh em. Đây là cái kênh YouTube của anh NFT. Cái anh Ân này ấy, trước mình, cái hồi mình bắt đầu mới chơi ấy, thì mình có quen anh Tuấn HC. Thì lúc đấy thì anh Ân của chúng ta vẫn chơi cùng anh Tuấn. Nhưng mà bây giờ thì ít chơi với nhau hơn rồi. Nên là mình cũng biết, mình cũng đã từng chơi với anh này một lần rồi. Được chơi với anh này một lần rồi. Nên là đợt đấy mình vào chơi, thế là được chơi cùng cả anh Ân cả anh Tuấn luôn. Thì hồi đó là anh Ân bắn hai ngón. Và đợt này thì mình không hay theo dõi của anh này nữa. Mình có đăng ký kênh nhưng mà mình lại không kiểu theo dõi anh này nữa ấy. Tại vì đợt này mình khá là bận rộn các thứ. Trước thì anh này bắn hai ngón đỉnh nào. Đây là cái kênh của anh NST, một YouTuber nổi tiếng luôn anh em ạ. Chắc hẳn là nhiều anh em cũng biết rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào trong game. Mình sẽ xem thông số của anh ấy. Mình sẽ xem thông số các mùa của anh ấy luôn nha. Để xem là thông số của anh ấy có gì xịn sò con bò không. Mình đã có ID của anh ở đây rồi. 510 4434 19. Đây, Levadia, Levadai, Crown 2, cấp 69. Chắc là chơi khá là ít nên là bây giờ mới là bây giờ mới Crown 2 thôi anh em ạ. Đây, đang đứng với chị Me gì đấy, hay chơi với anh ấy. Thì đang cởi chuồng rồi anh em, không mặc đồ rồi. Lick của anh ấy mình thấy, mình theo dõi thì khá là giàu có đấy anh em. M4 băng rồi là hè hiếc các thứ, các thể loại con đà điểu rồi ABC XYZ là có hết anh em ạ. Điểm boy là 3095. Rank đây thì mình sẽ review luôn bậc rank từ các mùa khác nha. Mình gì chỉ review ở TPP thôi. Các mùa khác thì mình review mùa 2 A 4489 điểm. Season 3 cũng A 4009. A lốt. Mùa 5 cũng A. 6 cũng A luôn. 7 A. Và con què của Duo anh em ạ. Chất chơi người rơi chưa. Wow. Con què luôn. Xịn sò luôn anh em ạ. Tay to mà. Và mùa 8 thì mới cờ rào thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào chi tiết ở những cái phần như thế này. Mình sẽ xem từng mùa một nha anh em. Mùa 2 này. Mùa 2 ở server Asia là chơi 275 trận. Thì Q 1007. Ở đây quan trọng nhất này anh em, quan trọng nhất để có thể là xem người đó có tay to hay không ấy, thì anh em quan tâm đó là ở số trận và số Q và KDA. Thì đây KDA 1007 cơ mà. Q rất nhiều anh em ạ. Quá nhiều. KDA là 7.51. Cao nhất là 21 và đam cao nhất là 2008. Đây là season 2. Mình chỉ review ở squad thôi nha anh em. Tí nữa con què thì mình mới review ở mùa 7 thôi. Wow, mùa 3 thì với hơn 3 365 trận và Q tận 2256 đã mạng. KDA là 7.57. Cũng 21 và 3000 tròn đam đi, tính như vậy đi. Mùa 4 thì lại chơi ít hơn một tí và KDA thì khủng hơn. Wow. 289 trận và Q là 1008, gọi là có thể làm tròn đến 1009 đi. KDA là 8.67, làm tròn đến 8.7 đi. Mạng cao nhất là 22. Đam là 3004, xịn sò con bò quá anh em ơi. Mùa 5 đi. Wow, mùa 5 thì lại kinh khủng hơn anh em ạ, định mệnh. 311 trận. Q 2001, KDA là 9 chấm. Wow, một KD phải nói là
ấn tượng nha, với một YouTuber bán hàng hai ngón. Trước thì mình biết là vậy, còn bây giờ thì mình bận quá nên mình cũng chưa biết là anh ấy có lâng trên ba bốn ngón gì không, mong anh em thông cảm nha. Đây là mình nói rõ là mình chỉ biết là trước thôi nha, cái hồi đấy mình chơi với anh ấy là anh ấy bán hai ngón cơ. Ui ôi, mùa 6 thì lại còn khủng hơn nữa, nhưng mà chơi hơi ít, 177 trận, kill 1200 và 9.8, gọi là 10 chấm luôn đi. Ui, một cái chỉ số phải quá là ấn tượng anh em ơi. À đây, mùa 6 là còn que nữa cơ mà. Ui rồi ôi, đây mình sẽ chụp lại cái này để tí mình làm thumbnail anh em, cái hình ảnh thu nhỏ đấy. Chơi 138 và kill 1200 mà ở chế độ đua thì anh em phải tưởng tượng là phải kill cực nhiều trong một trận đấy anh em. KD là 14.17, KD phải nói là siêu phẩm đó. YouTuber bắn bằng hai ngón cứ gọi là siêu phẩm anh em ạ. Ui ui, đây là mùa 7 à? Đâu, mùa 7 vừa mình xem xong rồi mà. Ủa, mùa 6 là 10. Wow, mùa 6 là 14 chấm. Ui ôi anh em ơi, trời trời, đậu má ơi, chú cho bà ơi. Đây, chụp cái này đẹp hơn này, các danh đua của các mùa KDA toàn mười mấy chấm rồi anh em ạ. Ôi chú cho bà ơi, này anh em có thể thấy toàn mười mấy chấm thôi, tay siêu phẩm to anh em ơi. Mùa 7 cũng 200 trận. Ui, đây mùa này mới là con que này. Ui trời ơi, kinh vãi anh em ạ. Đây còn một, đây là mùa 8. Mùa 8 thì mới chơi ít, và mình sẽ review squad ở mùa 8. Mùa 8 là 107 trận và KD là 8.90, có thể làm cho nó 9 chấm anh em ạ. Phải nói là một YouTuber tay to, mắc to anh em ơi. Và mình nghĩ là một trong YouTuber nổi tiếng nhất Việt Nam về con game PUBG này hiện tại nha. Nổi tiếng anh em ạ. Và đã đi từng đi đấu giải các thứ ABC, XYZ. Anh ấy ẩn mất số trận rồi. Đó là một vài thông số cho anh em tò mò. Nói chung là cái series này cũng mình cũng không nghĩ là sẽ được nhiều anh em tò mò và yêu cầu mình làm như vậy, nên là mình mới làm tiếp thôi. Thật ra là mấy cái thông số này thì anh em cũng dễ tìm thôi mà, nhưng mà nhiều anh em cũng nói chung là cũng nói chung là bầu dễ tìm thì dễ tìm, với đối với mình chẳng hạn, hay là một số người có thể là mày mò thêm một chút thì mới tìm được thôi, chứ thật ra là một số đa số anh em tìm cũng khó mà. Đấy, đây là một số cái thông số của anh ấy, của anh NST. Ok, vậy là mình cũng đã review cũng hơi cận cảnh một chút rồi đấy. Anh em nào mà thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là một đăng ký kênh để cho mình. Và anh em muốn mình làm về chủ đề gì tiếp theo, có thể comment ý kiến ở phía bên dưới nha, mình sẽ đọc hết. Mình nhắc lại, mình sẽ đọc hết luôn nha. Cảm ơn anh em đã coi clip này. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.